Rồi cả nhà mình sáng ngày nói chung là sau mấy tiếng đồng hồ siêu nhân đi lựa xe thì giờ quyết định lấy chiếc này không phải là cái gì mà nhằm mục đích gì hết. Đúng là xe này xe nữ đi thì thích hợp hơn, sẽ đúng hơn, nhưng mà siêu nhân chọn luôn là gì cả nhà mới sao không? Cái cốp nó rộng nè là một nè, cốp nó rộng là một nè, với lại cái để trước để được cái ba lô cho siêu nhân đi đường dài đó, có vậy thì nhân chọn thôi chứ còn không có mẫu nào mà để mà nó ấy vậy hết. Nhưng mà thật sự là cái dáng xe này thì nữ đi thì sẽ hay hơn. Đúng là đến chọn chiếc AB á, thì ngược lại cái cốp ở trong đây nó cũng nhỏ hơn chiếc đó là một nè. Cái ở trước không có để đồ được, nhưng mà thật sự ra cái dáng nó là cái dáng xe đàn ông, làm ra là lựa qua lựa lại cuối cùng là siêu nhân lấy chiếc click. Miễn sao mình không có còn kiểu như nói nam tính hay nữ tính gì nữa, miễn sao mà mình đi nó thuận việc thôi, có nghĩa là mình để đồ ở trong được thuận tiện và để đồ ở trước thuận tiện, mình nhân chọn thôi. Trước hết thì siêu nhân xin cảm ơn anh Khù Khờ ở Úc hỗ trợ cho siêu nhân 18 triệu và cảm ơn một chị ở Mỹ xin giấu tên hỗ trợ cho siêu nhân 500 đô để siêu nhân mua xe ha. Chuẩn bị mấy thao tác cuối cùng là về nhà mới nha cả nhà mình nha. Thiếu mấy trăm ngàn nữa là 50 triệu. Thiếu mấy trăm thôi, tại vì bây giờ cái xe này là nó cái biên bản của nó là mình mở đèn, mình chạy xe ban ngày ban đêm thì cũng cháy đèn hết đó. Mình muốn tắt là phải gắn cái hệ thống gì vô mấy trăm ngàn, với lại gắn có chống trộm này vô á. Thì nó nằm khoảng cỡ triệu mấy cái bộ đó nữa, thì tổng luôn khi mà mình rời khỏi đây là thiếu 600 ngàn nữa là thành 50 triệu. Một lần nữa siêu nhân xin chân thành cảm ơn anh Cù Cờ ở Úc rất là nhiều ha, và cảm ơn chị Mạnh Thường Quân ở Mỹ xin giấu tên hỗ trợ cho siêu nhân 500 đô và anh Cù Cờ hỗ trợ cho siêu nhân 18 triệu. Chiếc xe của siêu nhân bán được 20 chắc có lẽ là 22 triệu nha cái nhà mình nha, chiếc bị xin cũ á. Và siêu nhân gom vô đập hai số tiền của Mạnh Thường Quân nữa là mua được chiếc này, kêu chiếc clip cái gì cả nhà mình, cấp bự để đầu trước thoải mái, có điều cái là cái dáng xe nữ thôi. Siêu nhân xin chào cả nhà mình nha. Ngày mới siêu nhân xin mến chúc cả nhà mình ngày mới được nhiều sức khỏe và bình an ha. Hôm nay siêu nhân ngồi trước một con ngựa ô mới toan luôn nha cả nhà mình nha, để siêu nhân khoe cả nhà mình chút xíu nha. Siêu nhân được anh Khù Khờ ở Úc hỗ trợ cho siêu nhân là 18 triệu phụ với siêu nhân là mua chiếc xe, và siêu nhân có một chị Mạnh Thường Quân ở Mỹ xin giấu tên hỗ trợ cho siêu nhân là 500 đô cũng là để mua chiếc xe. Anh Khù Khờ ở Úc ha cả nhà mình ha. Cả nhà mình cũng thấy vừa qua siêu nhân cũng đọc tên anh Khù Khờ ở Úc ra rất là nhiều. Anh Khù Khờ ở Úc giúp trạm nè, giúp người nghèo nè, giúp những hoàn cảnh khó khăn nè, giúp người cơ nhở nè, nói chung là anh Khù Khờ ở Úc rất là đặc biệt. Cái gì mà anh nhìn thấy, anh thấy cái clip siêu nhân quay mà anh cảm thấy là nói chung là động trái tim, trong trái tim của anh là anh sẽ gọi điện về cho siêu nhân làm giúp anh về việc đó liền. Cả nhà mình cũng thấy siêu nhân trong khoảng thời gian vừa qua siêu nhân đọc tên anh Khù Khờ Úc rất nhiều cả nhà mình ha. Và một chị Mạnh Thường Quân ở Mỹ này xin giấu tên, nhưng mà siêu nhân bật mí cho cả nhà mình biết là chị giúp các trạm rất nhiều nha cả nhà mình nha. Chị giúp các trạm rất nhiều mà giúp các trạm với số tiền lớn nha cả nhà mình nha. Giúp một lần là 1.000, 2.000 đô không á. Chị Mạnh Thường Quân này có gửi cho siêu nhân 500 đô để coi như là hùng vô với anh Khù Khờ để mua cho siêu nhân chiếc xe, để cho siêu nhân đi cho nó vững hơn cái nhà mình ha. Thì siêu nhân xin thông báo với cả nhà mình ha, thì chiếc xe của siêu nhân, xe cũ siêu nhân á, là siêu nhân bữa đi ngoài Đắk Nông, Nha Trang rồi siêu nhân về là siêu nhân bán được là 24 triệu, nhưng mà
cái người lái mua cả nhà mình nói chung là cũng hơi lầm chút xíu, tại vì lúc đó chiếc xe siêu nhân đang chùi rửa nè, đang xịt xà bông không à, thì cái người lái đó siêu nhân ngồi là ra một cái giá đang rửa chứ không có lại câu xe. Là 24 triệu. Sau khi mà rửa chiếc xe xong là lúc đó đã thống nhất giá rồi cả nhà mình ha, mà rửa chiếc xe xong rồi cái người lái đó lại mới coi chiếc xe của siêu nhân này, lúc đó người này mới nói trời ơi xe của anh nát quá. Nói tùm lum hết, gì đâu đồng hồ gì buộc thung rồi phuộc thì xì nhớt rồi nói chung là rồi cái bửng sau lại cháy rồi tùm lum hết anh chê, em đó em chê rất là nhiều. Thì siêu nhân có nói thôi vậy thì là mình tính sau, thì chuyển lúc đó chuyển khoản cho siêu nhân 22 triệu, còn 2 triệu là lúc sang tên giấy tờ mới đưa. Nhưng mà có lẽ là theo cái lời nói than thở quá chắc là bớt 2 triệu rồi cả nhà mình ha, còn 22 triệu. Thì anh Cục Khờ Úc hỗ trợ cho siêu nhân 18 triệu nè, chị Mạnh Thường Quân ở Mỹ hỗ trợ cho siêu nhân 500 đô. Siêu nhân nói cho tròn 12 triệu đi ha, 18 với 12 là thành 18, 20, 30, 30 triệu. Siêu nhân bán chiếc xe 22 triệu nữa đi, là thành 52 triệu. Chứ siêu nhân mua chiếc xe này là 49 triệu 600, mấy chục ngàn, cho 49 triệu 700 ngàn đi. Rồi sáng nay siêu nhân mới vừa đi bấm biển số. Siêu nhân hồi đó học cả nhà mình rồi, cả nhà mình cũng biết là đi học á, mình trông cho lấy được cái con 10 đúng không? Cái gì là mình học mà không mà lấy được 10 điểm là vui. Siêu nhân sáng bấm biển số 10 điểm. Cả nhà mình thấy ghê không? Siêu nhân giỏi ghê không? Bấm cái kịch ra 10 điểm liền luôn. 1 3 3 49. Siêu nhân xin chân thành gửi lời cảm ơn đến anh Cù Khờ ở Úc rất là nhiều, và siêu nhân cũng cảm ơn chị Mạnh Thường Quân xin dấu tên rất là nhiều ha. Anh Cù Khờ cũng như là chị Mạnh Thường Quân này là âm thầm giúp siêu nhân rất nhiều nha cả nhà mình ha. Chị Mạnh Thường Quân này giúp siêu nhân nhiều lắm, cứ lâu lâu mà chị thấy siêu nhân đi đường nào nhiều quá đó, đi quá xa, đi đường nào quá nhiều, hay hoặc là chi phí siêu nhân nhiều á, và chị này lại cho riêng siêu nhân, tại siêu nhân không có trình báo lên cả nhà mình biết. Thì hôm nay siêu nhân đã mua lại được chiếc xe mới, hy vọng rằng chiếc xe này nó sẽ đồng hành cùng với siêu nhân suôn sẻ trên mọi nẻo đường hết cả nhà mình ha. Siêu nhân mua chiếc xe này là anh Cục Hờ Úc á, thì là nói siêu nhân mua chiếc AB. Thì siêu nhân đã nhìn chiếc AB rất là nhiều với nhà mình, thật sự là chiếc AB rất là mạnh mẽ, rất là nam tính luôn á, mà siêu nhân không chọn được là gì á, là nó không có thích hợp cho siêu nhân lắm. Siêu nhân chọn chiếc xe này á, là có 3 đặc điểm để siêu nhân chọn. Cái thứ nhất là ngay chỗ để chân của mình nè, nó có cái bụng chỗ này để cho siêu nhân để đồ, để như là để ba lô hay là gì đi đó ha. Cái thứ hai, cái cốp xe này rất là rộng hơn chiếc AB nhiều luôn. Cái thứ ba nữa là chiếc xe này là mình đổ xăng bên ngoài, có nghĩa là khi mà siêu nhân ràng đồ lên trên cái yên rồi đó, ví dụ như ràng chuồng hay là bất kể cái gì ràng cái yên được thì siêu nhân vẫn đổ xăng được, nó đổ xăng bên ngoài hết cả nhà ha. Đâm ra là ba cái ưu điểm đó rất lớn, siêu nhân rất cần, đâm ra là siêu nhân chọn chiếc xe này. Thôi siêu nhân một lần nữa xin chân thành đến anh Cù Khờ Úc rất nhiều ha, và cũng xin cảm ơn chị Mạnh Thường Quân ở Mỹ xin dấu tên nhiều lắm. Anh và chị đã luôn yêu thương siêu nhân, đồng hành cùng với siêu nhân trên mọi nẻo đường, và siêu nhân cũng cảm ơn đến tất cả quý Mạnh Thường Quân mình ha, trong khoảng thời gian vừa qua đồng hành cùng với siêu nhân, rồi nói chung là trao đổi dùng với siêu nhân nhiều lắm, ủng hộ tinh thần cho siêu nhân, ủng hộ về vật chất tinh thần nữa, nói chung là rất là nhiều. Thì siêu nhân trong cái clip hôm nay thì siêu nhân không có miêu tả ra hết được, thì siêu nhân xin ghi nhận và cảm ơn tấm lòng của các Mạnh Thường Quân mình nhiều lắm nha. Hy vọng rằng chiếc xe này cùng đồng hành cùng với siêu nhân trên mọi nẻo đường cả nhà mình ha, suôn sẻ. Đây là một con ngựa ô nha, để siêu nhân quay cận cảnh cho cả nhà mình xem cái mẫu xe cả nha. Rồi trước khi mà siêu nhân quay cận cảnh cho cả nhà mình xem, rồi siêu nhân cũng xin chào tạm biệt cả nhà mình luôn ha. Hẹn cả nhà mình trong clip tiếp theo nha. Bây giờ mời cả nhà mình xem siêu nhân sẽ quay camera gần lại cho cả nhà mình xem đây. Đó, đây là con ngựa ô mặt trước này cả nhà mình. Cái mẫu xe sơn màu đen thì nó mắc hơn cái mẫu xe sơn màu trắng với lại màu đỏ rồi mấy màu kia là 1 triệu cả nhà mình. Mắc hơn 1 triệu á. Mà siêu nhân chọn tại vì nó đen đen á,
nó mạnh mẽ hơn chút xíu, với lại nó đỡ dơ hơn. Siêu nhân thì chịu cài lắm này, đâm ra siêu nhân chọn màu đen. Đây cả nhà mình thấy siêu nhân giỏi không? Bấm cái kịch 10 điểm giỡn hả, quá giỏi luôn, bấm cái là ra 10 điểm liền, có gì đâu khó. Trời ơi, đâu đây hả, đâu đây? Ê, xe mới nha, dở chân, trời ơi xe mới nha, trời ơi xe mới mà dở chân nó làm rồi. Trời ơi mặt mày đâu ria vậy hả, xe là xe mới mà dở chân nè cả nhà coi nè, mà hên là không có trúng xe nha. Đó, đây là một chiếc xe mới tinh luôn nha cả nhà ha, đồng hồ là mới chát luôn. Thôi siêu nhân xin kết thúc clip đây cả nhà mình ha. Cuối clip siêu nhân xin mến chúc cả nhà mình được nhiều sức khỏe và bình an nha. Trong lời nói siêu nhân nó có nhiều cái siêu nhân hay tưởng tưởng nói chơi, mong cả nhà mình cũng thông cảm cho siêu nhân ha. Chào tạm biệt cả nhà mình nha.